Xin chào các bạn. Hôm nay Mạnh sẽ review đập hộp một chiếc sạc 7,4 kW của VinFast và cũng giới thiệu cho anh chị em cách lắp đặt và sử dụng chiếc sạc 7,4 kW này. Đây là bộ sạc 7,4 kW của VinFast này. Hôm nay Mạnh sẽ đập hộp cho anh chị em xem. Khi mở ra thì chúng ta sẽ có gì ở trong này ạ? Chúng ta sẽ thấy hai cuốn sách này. Thứ nhất là cuốn sách hướng dẫn lắp đặt, thứ hai là hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ bỏ qua một bên. Và đây là bộ sạc 7,4 kW. Bộ sạc này là bộ sạc treo tường nha chị em nhé. Đây là súng sạc này. Mình sẽ bóc cái bóng cho anh chị xem. Đây, bộ sạc treo tường 7,4 kW. Và đầu súng sạc này, dây này kèm theo là dây 5m này. Có gì ạ? Ta sẽ có một cái đế để bắn vào tường này, để treo cục sạc lên. Ở trên này thì có 4 lỗ để bắn đinh vít. Ở đây thì có 4 đinh vít đi kèm theo ạ. Và có 3 cái để chúng ta kẹp vào đầu 3 đường dây điện. Chúng ta sẽ đấu vào với lại cái hộp sạc này, đúng không ạ? Chúng ta bắn cái này lên tường, đúng không ạ? Cái lỗ này thì chúng ta có thể đi dây âm tường hoặc chúng ta đi dây xuống dưới này. Còn bộ sạc thì chúng ta để xem bộ sạc sẽ như nào nhé. Về vấn đề lắp thì chúng ta cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ngoài dây điện bình thường là chúng ta sẽ có một cái đường dây tiếp điện xuống đất. Chúng ta sẽ đóng một cái cọc xuống đất khoảng 50 cm, đóng sâu xuống đất nhanh anh chị em nhé. Luôn cái cọc đấy để chúng ta, cái cọc đó để chúng ta sẽ làm dây tiếp điện, dây tiếp mát anh chị em ạ. Đây, bộ sạc chúng ta sẽ như thế này. Ở đây thì nó có lỗ, anh chị em nhìn không? Đây có lỗ để chúng ta đi một đường dây vào đây. Đi dây thì chúng ta sẽ đấu dây ở đâu ạ? Đấu dây ở trong cái hộp này. Bây giờ thì mình sẽ xoáy cái này ra, xem đấu như thế nào nhá. Mình sẽ hướng dẫn anh chị em đấu cái điện này. Hộp này thì chúng ta sẽ xoáy các ốc vít ở đây ra. Xoáy việc lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ xoáy hết ốc ra này. Ok chị ạ, xoáy ốc ra thì chúng ta sẽ nâng cái này lên. Ở đây thì sẽ có 3 đường dây điện để chúng ta đấu vào, đúng không ạ? Ở đây trên bên góc trái này có ghi PE. PE có nghĩa là chúng ta sẽ đấu đường dây này tiếp điện, tức là truyền xuống đất, đúng không ạ? Có dây, có chữ L này và chữ N. L là đường dây nóng, còn N là đường dây nguội chị em nhé. Chúng ta sẽ dùng bút thử điện đo dòng điện ở nhà chúng ta. Có dây L, dây nóng chúng ta sẽ đấu vào đây. Còn dây N là dây nguội như anh chị em nhé. Chúng ta nhớ đấu chuẩn nhé. Dây PE chúng ta sẽ đấu một cái đường dây để tiếp xuống đất. Như vậy là được ạ. Ở đây thì chúng ta có các đầu kẹp dây điện đi kèm như này. Chúng ta sẽ đấu một đường dây nóng, dây nguội và dây PE. Chúng ta sẽ đấu vào tô vít đây, chúng ta xoáy ra và đấu cái này vào. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đi 3 đường dây. Một dây tiếp điện xuống đất này, một dây L là dây nóng này, còn dây N là dây nguội nha anh chị em nhé. Rất là đơn giản thôi ạ. Anh em lưu ý là khi chúng ta đấu cái bộ sạc này thì chúng ta phải đấu nguồn điện từ cổng công tơ vào cho nó một đường dây riêng nhé. Và cái dây dây vào ấy thì phải từ 6mm vuông trở lên anh chị em nhé. Và cả dây tiếp điện cũng vậy, chúng ta dùng loại dây 6 trở lên thì mới tải được và chịu được nhiệt. Anh em lưu ý nhé, dây nhỏ hơn thì rất là dễ chập cháy và không chịu được tải đâu anh ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất và hay ho nhất nha anh chị em nhé.